Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại, mình là Nam đây. Ok, thì hôm nay sẽ là một cái video nói về một cái vấn đề khá là nan giải, một cái vấn đề mà lâu nay chúng ta vướng mắc rất là nhiều. Và vấn đề mà mình muốn nói ở đây đó là gì? Đó chính là vấn đề mượn xe. Ok, thì mượn xe đối với các bạn quan niệm như thế nào? Quan điểm của các bạn là như thế nào? Có cho mượn hay không? Hay là không cho mượn? Ok, hay là xe cứ thoải mái cho mượn bình thường. Nhưng đối với mình, mượn xe của mình hơi bị khó. Mình chỉ giao xe cho những người nào, quan điểm của mình nói thẳng quan điểm của mình luôn, mình chỉ giao xe cho những người nào mình tin tưởng, họ đảm bảo cho mình sự tin tưởng, mình mới giao xe. Còn không thì thôi, mình sẽ không giao xe. Và xin lỗi các bạn rằng không thể giao xe cho bạn được. Mình không thể đánh cược với con xe của mình với bạn được. Thì đối với những cái trường hợp mà mình sẽ cho mượn, đó là các bạn bí xe quá, các bạn biết đi, các bạn có thể giữ xe cho mình. Nhưng những cái trường hợp mà các bạn đi khè gái, các bạn đi thích thể hiện, các bạn mượn xe để đi, là mình thể hiện có chiếc xe Winner, rồi Exciter, rồi Raider để máu me với bạn bè đi, thì đó là không có nha các bạn. Quan điểm của mình vậy luôn. Mình rất ít khi cho mượn xe. Mình nói thẳng, mình nói thật, mình rất ít khi cho mượn xe. Thường người ta cũng biết tính của mình, mọi người xung quanh cũng ít khi mượn xe của mình, họ cũng ngại. Tại vì mình rất cưng chiếc xe của mình, mình thường xuyên lau chùi rửa và nói chung mình rất là cưng nó, nên là ai mà ở với mình họ đều hiểu cái tính của mình hết. Nhiều khi bí quá họ cũng mượn. Nhưng mà lợi thế của một cái xe, hồi trước mình đi xe Dream nè, Dream á, xe quay thì mình cũng cho mượn. Nhưng mà những người biết tính họ mượn rất là nhanh, họ mượn đi chợ, họ mượn đi đón con, ok, mình cho mượn thoải mái. Từ khi mình chuyển qua cái dòng côn tay này á thì ít mượn hơn, tại vì mấy chị với lại mấy anh là không biết đi, nên là thứ nhất cũng là một lợi thế của cái dòng xe côn này. Nhưng mà đối với các bạn trẻ học sinh thì cũng không có mượn. Còn bạn bè ở đây xung quanh mình, chỗ mình ở thì ai cũng biết đi hết rồi, còn ở nhà của mình thì cũng rất là nhiều xe, nên là về nhà thì ba mẹ cũng biết cái tính của mình nha, cũng ít khi lấy xe của mình đi. Anh chị của mình cũng vậy, ít khi lấy xe của mình đi, với lại cái xe này đi nó không có tiện lợi, nên là thường lấy xe tay ga hoặc là xe số đi cho nó nhanh, cho nó tiện. Với lại cũng lo là lỡ có bị gì ở mình về mình cằn nhằn. Mình rất hay cằn nhằn nếu như mà có một cái vấn đề gì đó, nhưng mà chỉ lúc đó thôi. Với lại cái tính mình là rất là kỹ tính, nên là mình hay chùi rửa, mình biết cái xe của mình xước chỗ nào rồi nó bị gì. Nói chung là mỗi người có một cái sở thích và cái tính cách riêng, cái đó thì không nói được. Còn riêng cái bạn bạn bè mượn xe thì không biết quan điểm của bạn như thế nào. Nhưng cái quan điểm của mình là nếu như bạn giữ xe được cho mình, hoặc là bạn đảm bảo được cho mình, thì mình sẵn sàng cho bạn mượn. Ok, đối với các bạn không biết là các bạn giàu có hay là như thế nào, nhưng đối với mình chiếc xe này nó cũng là một cái khối tài sản đối với mình. Mình cũng gọi là mồ hôi nước mắt của mình kiếm tiền để mình mua chiếc xe này, thì tất nhiên mình phải giữ nó, mình phải giữ gìn nó chứ, của cải của mình mà, công sức của mình mà, mồ hôi nước mắt mình làm ra mình phải giữ. Còn khi các bạn mượn xe của mình, ok, mình cho mượn, nhưng cái mà mình yêu cầu là các bạn phải biết giữ gìn và quý trọng chiếc xe của mình, vậy thôi. Cái đó là tạo cho mình một cái niềm tin rằng bạn đủ cái niềm tin mà mình cần, thì ok, bạn cứ lấy xe của mình đi bình thường thôi. Chứ còn xe của mình bỏ tiền ra, mình bỏ mồ hôi nước mắt ra, không phải là để cho bạn mượn, bạn đi, bạn phá, bạn làm này kia rồi mất tình cảm anh em bạn bè, rồi lúc đó rồi lại xảy ra các chuyện xung quanh rùm beng, rồi đánh nhau bla 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 đó. Cái mà mình không mong muốn là chính là chỗ đó. Nên các bạn hiểu cho mình rằng nếu các bạn muốn mượn xe của mình thì các bạn phải suy nghĩ người như thế nào thì nên mượn, người như thế nào thì nên không. Và nếu có mượn thì mình phải làm như thế nào để đảm bảo rằng uy tín của mình khi mình mượn xe nó sẽ luôn luôn được giữ trong sáng, không trong tối. Ok, người ta nói là không cho mượn thì mất bạn, mà cho mượn thì mất cả bạn lẫn xe.
vậy nó sẽ như thế nào? Nếu như bạn của bạn là một người bình thường, bạn của bạn là một người biết ý, biết tứ, thì khi mượn xe như thế nào? Thì khi xe về nó y nguyên như vậy. Nhưng lỡ bạn của bạn là một người rất thích đua, rất thích thử xe, rất thích cảm giác mạnh, thì mình nói thiệt, cho những người bạn đó mượn, bạn mất bạn. Không cho mượn nó chửi là chó, mèo, gà. Cho mượn thì đến lúc lỡ xe tai nạn gì đó mình chịu, đúng không nè? Bây giờ mình cưng chiếc xe như vậy mà lỡ xe tai nạn á, mình nói thiệt, bạn thấy chiếc xe đã sót rồi, dù cho có sửa như thế nào nó cũng là một vết nhớt, gọi là mình không còn cái cảm hứng với chiếc xe của mình nữa, nên là mình rất là buồn, đôi lúc mình không muốn đi cái xe nữa. Đó là cái của mình nha, cảm nhận của mình nha, còn của các bạn như thế nào thì mình không có biết. Và cái thứ hai, mình lỡ bị vấn đề té ngã tai nạn á, bây giờ đòi ai, bắt đền ai bây giờ? Nặng thì thằng bạn nó đi bệnh viện đó, giờ nó cũng nằm viện cũng tội nó, giờ đến nhà nó bắt đền, đền được gì? Đền cũng bị ông bà già nó, ba mẹ nó xua đuổi còn chửi nữa chứ. Thường là anh bị mày ngu mày cho nó mượn gì, giờ bắt đền nó chứ đừng có đền tao. Bây giờ nó nằm viện biết đền gì, đền ở đâu, ai đền? Cái đó rồi mình cũng là người hưởng hết cái trách nhiệm đối với cái xe của mình. Các bạn hiểu không? Các bạn có thấy đúng không? Không cho thì cũng không được, mà cho cũng không được. Nhiều lúc nó chạy xe mình, nó tai nạn, nó chết luôn. Gia đình nó lên, nó còn chửi mình, ai biểu mày cho nó mượn, giờ nó chết rồi lại lôi mình ra chửi, lôi mình ra oán hận nữa. Có phải khổ không? Nên là cái vấn đề nó nhiều cái, nó nhiều khía cạnh lắm. Mà cho dù mượn bình thường đi, không có cái vấn đề gì đi, thì có một cái thể loại bạn mượn là, ví dụ mình mượn xe, xăng xiếc mình đổ cho đầy bình, thì khi mình trả xe thì cũng phải đổ đầy bình cho mình chứ. Mình thấy nhiều người mượn xe phun bình, đến lúc trả chỉ còn nấc hai nấc, không thèm đổ xăng cho mình nữa, và mượn xe không có ý thức giữ gìn chiếc xe. Cho dù đó là không phải xe của mình, nhưng mình vẫn phải có trách nhiệm đối với chiếc xe mình mượn, mình phải đi giữ gìn. Được chưa? Mình phải đi giữ gìn. Mình nói chung là bạn đi như thế nào, mình đi như thế nào, bạn cũng phải giữ xe của mình như thế vậy. Như vậy thì mai mốt bạn có mượn, mình có thể cho. Rồi, có một cái thể loại nữa là mượn được một lần, có lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 và N lần. Được là cứ mượn. Mà thực sự là nếu bí xe có thể cho mượn được, nhưng mà lần 2 các bạn làm công việc, các bạn cần xe thì các bạn phải mua xe cho mình. Mà mình thấy nhiều bạn có xe vẫn đi mượn. Ok, xe này không phải là cái gì ghê gớm quá đâu các bạn ạ. Mình thấy tình yêu người ta không, nhiều bạn nên yêu những cô gái nào mà không quan trọng về thế, về vật chất. Dù bạn đi xe đạp, Dream, họ vẫn yêu. Chắc gì đi những cái xe này mà ngon đâu các bạn. Mình đi Winner mấy năm trời mới có người yêu đó các bạn. Đâu phải cứ xe xịn xe ngon là có người yêu đâu. Đó. Nên là cái vấn đề mượn xe là cái vấn đề cực kỳ, mình thấy là cực kỳ là nóng. Bây giờ không mượn á, không cho mượn á, thì bạn bè nó nói xấu, cái thằng keo kiệt có cái xe cũng không cho. Bây giờ cho mượn á, lỡ đâu mình gặp trường hợp, rồi hồi mình học đại học đó là bạn mình cho bạn của mình mượn trong phòng ở chung với nhau luôn. Thế là nó đem xe nó đi cầm luôn, cầm chiếc Sirius. Còn đấy chiếc Sirius cũng giá trị chứ. Đem đi cầm, cuối cùng mình nó về nó trả cho mình cái giấy cầm đồ, xong nó bùng nó đi mất. Và mình phải cầm cái giấy đó mình ra chuộc lại cái xe của mình. Mà bây giờ cho mượn xe mà không cho mượn giấy tờ cũng đâu có được đâu các bạn. Cho mượn giấy tờ để làm gì, lỡ công an bắt nó còn có cái mà đưa ra mà trình chứ, không lại bị hốt xe nữa đúng không? Bây giờ là bạn bè xung quanh, bây giờ mình nói thật, rất khó có thể tin tưởng được nhau mà có cho nhau mượn đồ. Nên là không biết các quan điểm của các bạn như thế nào, các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết là cái quan điểm của các bạn như thế nào nhé. Còn quan điểm của mình nãy giờ mình đã nói cho các bạn nghe rồi đó. Thì nếu bạn bè của mình có xem được cái video này thì có mượn xe của mình thì hãy lưu ý, mình sẽ cho, sẵn sàng cho mượn. Nhưng các bạn đáp ứng được cái yêu cầu của mình như mình đang nói đây thì các bạn hãy mượn. Còn nếu không thì thôi, các bạn lưu ý nhé. Mình nói thẳng luôn, mình là một người rất kỹ tính.
và rất là khó chịu. Nếu như ai đó mà mượn đồ của mình mà không trả đúng nguyên vẹn hoặc là làm hỏng hóc mà có thái độ này này kia là mình cực kỳ ghét. Một lần và mãi mãi, quan điểm của mình là vậy, một lần và mãi mãi. Còn đối với gia đình, bạn bè, ai mà biết tính của mình chơi thì thoải mái thôi, mình không có gì hết. Video của mình đến đây rồi nha, mình chia sẻ đến đây thôi. Còn bạn nào có những cái ý, những cái đánh giá, quan điểm riêng của mình thì hãy cứ comment phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.